Hoàng Lê Thiệp xin chào quý vị và tất cả các bạn. Ngày rất là tuyệt vời, tôi vừa được chiêm ngưỡng một cái tác phẩm đỉnh cao nghệ thuật tại nhà chúa Thọ Nhựa. Đây chính là một cái cây si nó được bạn Phúc Đá tạo tác, một cái nghệ thuật rất là cao. Một cây si tranh vanh trên bên đá. Đường nét rất là tỉ mỉ. Đó là vẻ đẹp của nó thì quý vị và các bạn xem để cảm nhận. Nghệ thuật thì không có giới hạn, mọi người sẽ tưởng tượng và hình dung ra một cái điều gì đó. Với tôi thì đây là một cái tác phẩm của Việt Nam chứ không phải của nước ngoài, không phải của Trung Quốc. Tạo tác một cách rất là công phu và thật sự là rất nhiều tâm huyết. Đá và cái cây hòa quyện với nhau tạo ra một bức tranh thủy mặc, tranh rất đẹp. Chi tiết về cái tác phẩm này thì quý vị có thể theo dõi trên cái kênh nghệ thuật bonsai. Tôi sẽ ghi hình để cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng rất là chi tiết và những hình ảnh tôi đã chụp rất là kỹ. Bây giờ thì nhân tiện video này thì tôi cũng chia sẻ cho quý vị một số cái hình ảnh khác trong một số cái tác phẩm khác trong cái khuôn viên của chủ thọ, để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng thêm. Đây cả một cái khuôn viên của chủ thọ thì trên tầng 11 tòa nhà rất là tuyệt vời tại phố Nghi Tàm, với một cái phong cách rất là đặc biệt, phong cách chơi rất là khác, phong cách có tính nghệ thuật rất là cao. Thì chủ các cái tác phẩm như là cái phôi của chủ thọ luôn mang nhiều cảm xúc cho mỗi người xem. Tác phẩm này mình vừa làm đá được 4 ngày, vừa làm đá trong 4 ngày. Mỗi một người chơi thì chúng ta nên cố gắng tạo cho mình một cái phong cách riêng. Nghệ thuật thì nó không có giới hạn, nghệ thuật sẽ là trừu tượng, nghệ thuật rất là đa dạng. Việc chúng ta chơi thì chúng ta phải chọn cho mình phong cách, một cái gì đó thể hiện được cái giá trị của chúng ta là một cái điều rất là quan trọng. Chúng ta cần phải lưu ý điều này. Xin mời quý vị các bạn cái bộ 5 cái tác phẩm Ngũ Phúc Trường Tồn, Song Hỷ Lâm Môn, tác phẩm rất là nổi tiếng của chúa họ. Tôi cũng đã ghi hình trong khuôn viên này một số lần. Một cái tác phẩm rất quý, bộ tác phẩm rất quý, tác phẩm si cổ. Sau thời điểm Covid thì tôi lại được đến nhà chúa Thọ chiêm ngưỡng và ghi hình cho quý vị các bạn chúng ta cùng ngắm. Mỗi một cây trong khuôn viên này thì đều được chúa Thọ tỉ mỉ chỉnh chu lựa chọn. Có nhiều người đặt câu hỏi là vì sao mà chú Thọ lại làm một cái dạng bông uốn có vẻ như là rất là nhanh hoàn thiện. Tuy nhiên là mỗi người một phong cách như tôi nói rồi,
Cây này được tạo theo kiểu dáng gì không? Dạ. Nhưng mà cái kiểu cành này rất là đặc biệt nhỉ. Kiểu cành này giống như là gọi là cái chữ. Đây kiểu như là con hổ này. Mà. Rồi, ngoạn hổ tàng long. Và hình con rộ con hổ mà thấy mình là mình rồng. À, à đây. Như đầu rồng đuôi. Đây là đầu hổ, còn đây là đầu rồng. Đấy mình rồng đây. Rồng đây. Ừ. Nó ẩn trong cái khu rừng. Vâng, ẩn trong rừng. Ngọa hổ tàng long. Hàm nghĩa ý rất là sâu sắc đấy. Con vịt của chú Thọ nha, người chơi cây rất cầu kỳ. Rất là nhiều những cái cây phôi dạng quyền được họ sưu tầm để sau này tạo dựng thành những cái tác phẩm. Trên đá rất là điệu đà, những cái tùng rất đặc biệt. Chỉ đơn giản như cái hoa giấy này thôi cũng rất là phê. Cái góc này ừ. Đây, ông có cả những cái phôi phôi đường đại cũng có luôn này. Đấy. Rất đa dạng. Đây là một cái xanh huyền. Tôi đã được ghi hình một cái thời điểm ông Thọ mua của bạn Nhật của Loa. Đây cũng là một trong những cái huyền rất là tiềm năng, cực kỳ đẹp. Bây giờ là 5 giờ chiều và thời tiết ngày hôm nay Hà Nội lại hơi mưa, vì thế mà ánh sáng nó không được tốt lắm. Nên chúng ta xem hình ảnh. Xem nhiều thân bệ rất nhũn. Cái cốc cực dị. Chơi cây trên tầng 11 tại Hà Nội, nơi trung tâm như này không hề đơn giản. Đủ biết là đam mê như nào. Cây như này mỗi lần cẩu lên khủng khiếp. Cẩu bao nhiêu tấn mới cẩu lên được.
Một cây cỡ đại khủng khiếp này. Vâng, bộ ba đấy mà để chơi ở nhà thờ thì quá đỉnh luôn. Cái này tôi vẫn giật mình. Ông vẫn giật mình cái này. Tôi cảm xúc lắm. Quả thật là đẹp thật đấy chứ. Cái này trong đời trái cây tôi chưa nhìn cây quê nào xinh như thế. Mà nó hình tráng, nó giả. Trông ông sang. Tự tay ông gắn. Ông Thọ cũng chịu khó làm nhỉ. Một tác phẩm xanh quê thật sự là rất đẹp. Cái xanh quê mà bể già nhũng này. Mà nó đẹp mà ông Thọ cho lên tận đây. Và đây nó già như thế này cơ mà. Khủng khiếp đấy. Thời gian 5 tháng, bao nhiêu năm nó ôm được cái chậu ở trong này. Giờ đang bắt đầu ôm đây. Kinh khủng nha. Đẹp quá, quý quá. Cái này bất kể để đâu, nhìn gần cũng đẹp, nhìn xa cũng đẹp. Vâng. Thế dáng là sang. Cây này lúc mua nó đã trên, khẳng định nó trên 125. Vâng, ui. Mua bây giờ phải 25. Vâng, chiếc không nhỉ. Mùa đã già lắm rồi đúng không? Mua cái bà già thì mấy bà là con người làm dâu nhà này đã có từ cái thời có cụ rồi. Bà và đến bà là con dâu và đã thì mấy rồi. Đây này à? Đây. Sợ là cái cây. Rồi một cây từ tí là ghê này. Ừ. Ở đấy mua là nhiều tiền. Cái thời tiền tỷ thì hiếm lắm. 20 năm cơ mà chứ không phải là 2000 10 đâu. Cái cây bây giờ nói tiền tỷ nó bình thường nhưng cái thời và tiếp. Chúng ta lướt qua một cái cây rất là dị nữa này. Cái này là cây tiềm năng, ông vào bông luôn này. Đấy, cách chơi của ông Thọ rất đặc biệt nhé. Để chúng ta phải tôn trọng những cái cách chơi của mỗi người. Thế nhiều người lại cứ bảo là chơi thế nọ, chơi thế kia. Mà chúng ta phải ở cái tuổi thất thập cổ La Hy đi. Chúng ta chơi, chơi là cho bản thân chúng ta. Có những cái là chúng ta có thể để lại. Nhưng không phải cái gì cũng là tất cả con cháu. Và thế hệ chúng ta đang chơi cần phải hưởng thụ, cảm nhận cái vẻ đẹp của nó. Và chơi theo đúng ý đó. Cây mà nó vào form, ngắm hoàn thiện sớm thì sau này nghĩa là chúng ta được chơi dài hơn. Tất nhiên mỗi người một quan điểm. Mà với tôi thì cây của ai chúng ta cũng cần phải tôn trọng cách chơi của họ. Ông chơi toàn những cây rất là dị nhỉ. Đấy, một cái cây huyền này nữa, sau này làm đá cây này cũng kinh rồi, không kém gì cây si luôn. Đấy, rồi cốt xanh nguồn lực đây cũng có luôn, đương đại. Thọ bây giờ rất là cởi mở, ai đến chơi cũng được. Cần báo ông là xong trên tầng 11, tòa nhà rất là VIP, là phố Nghi Tàm.
video này thì quay lướt cái khuôn viên và không gian vườn Hồ Thọ này, Hồ Tây này quý vị này, Hồ Tây chiếu ngưỡng được hết toàn bộ thành phố Hà Nội, ngắm cây ở trên này quá này nha, đẹp luôn, mơ ước luôn. Đây là cây hô, cây sim mà hôm chú sửa đấy này, nhà bác Quốc Anh này. Ông Thọ sang thấy nó dị dị, bay bay yếu yếu, ông lại đưa về. Đây cây xanh đẹp chưa? Thấy không? Đấy, quan sai quốc tế đấy. Quan sai quốc tế luôn đấy. Quốc tế đấy. Thế luôn đấy, cồn trực cồn, tít. Đâu? Bông tay đây như kẻ nó xong nó lùm lùm lùm. Xong rồi chú làm ngoài kia. Đấy, cần gì này cắt rồi. Cần gì cắt rồi. Là dây luôn. Thế mới được chơi. Cái điển hình cắt giật ai mua bốn phút này mà anh phải cắt giật. Ai mà thể hiện thì cắt giật đúng không? Bán ngũ phúc cho về mà cắt. ông này còn tuyên bố bán rẻ. Ông còn tuyên bố bán rẻ cho về mà cắt. Thế này. Đúng con nghe không? Vâng. Đúng hết con nghe. Chỉ có 3 bông này, thu ở đây, thu ở đây. Mới lộ ra. Vâng. Đúng rồi. Miệng đây, chân đây, hai cái dâu đây. Đấy, đây một bông này. À. Lấy cái này, một bông đây. Đấy, xong. Vâng. Xong. Đấy. Chơi đây này. Cắt giật gì? Cần gì đúng không? Hôm nay mà cắt giật thì vứt. Và với cái dáng như thế này không thể làm cắt giật được. Cắt giật được. Đặt những cái cây dáng nghệ thuật thì bỏ đây, qua. Không tập giờ cháu không cắt giật nhiều đâu, kể cho mọi người. Ông cắt giật ông làm được 100 gì người ta chăm nó đã bạc rồi. Ừ. À, quay lại cái xi. Không, con vừa nói rồi là nghệ thuật thì nó muôn hình muôn vẻ, nó mỗi người một phong cách chơi. Nên tôn trọng ông Tình nhỉ? Tôn trọng phong cách của mỗi người. Ai giống ai còn gì là nghệ thuật. Và nó càng càng một đấy. Còn gì là nghệ thuật mà còn gì là cái riêng đúng không? Cái riêng là cái rất là quan trọng. Cái mà mình phải tạo ra cái dấu ấn riêng, đúng là một tác phẩm mình mua để chơi cho mình chứ có phải là cho người khác đâu, mà phải học theo đúng không? Chạy theo. Nói về làm cổ cây là cái này, cái cây á là làm cành nó dễ lắm nhưng mà làm cổ là cái khó nhất. Vâng ạ. Làm cái chuyển cổ là khó nhất. Nên là đây chú có hai cái cổ, cái này cái cây kia. Vâng. Nào, nó chuyển cổ cách kinh điển. À, cây kia đấy. Đấy, cây siêu rồi. Rồi, cây siêu. Đây, chuyển này, nó chuyển này. Vâng. Phong cách của ông Thọ đúng là không đụng hàng. Ông Thọ với ông Tình hai phong cách khác nhau hoàn toàn anh nhé. Trông người đấy không đụng hàng một tí nào, đừng bảo là ông Thọ mà để ông Tình cũng có đâu, ông không có đâu, còn mơ. Ông Tình lại bảo tôi không chơi kiểu ông Thọ, lại phải có phong cách riêng của ông Tình này. Nghe chia sẻ qua một chút được cái nghe phong cách chơi của mỗi người, mà đặc biệt là các cụ. Đấy, hai cái cổ. Vâng. Này là điển hình. Đây chú bạn đấy. Đấy, đây là đi trước những người kỳ cựu trong chơi cây của chúng ta, vừa hiểu thâm thúy về những cái giá trị nghệ thuật, vừa hiểu về giá trị nhân văn
chính là cái mà chúng ta cần tôn trọng và cố gắng hãy phát huy. Mọi người cố gắng tạo cho mình những cái điều gì khác biệt. Còn lại là những cái chuyên môn khác, ví dụ như làm đá hoặc là cái gì đó, thì có thể chúng ta nhờ những nghệ nhân hoặc là kết hợp với những nghệ nhân khác để chúng ta tạo ra được cái phong cách chơi, những cái tác phẩm đỉnh cao theo cái ý tưởng riêng của mình. Hôm nay tôi đã có mặt nhà ông Thọ, nguyên là đương kim là phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam, một người rất là hào sảng, rất là vui tính và rất là vì phong trào rất tốt, tạo dựng cho chúng ta rất nhiều những cái điều tuyệt vời, luôn dẫn đầu trong phong trào, phong cách tạo những dấu ấn riêng và thúc đẩy thế hệ để con cháu, để những anh em chơi để tạo ra những cái giá trị khác biệt, thúc đẩy cái nền sinh vật cảnh ở Việt Nam chúng ta. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn trong cái video tiếp theo.